Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Lời đầu tiên, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Em xin mời một miếng. Dạ, con mèo nè. Con mèo ở đây bự lắm các bạn. Để em cho các bạn xem cái con mèo anh bên Mỹ nha. Đây, đó, con mèo bên Mỹ đó các bạn. Con mèo bên Mỹ đó, bự lắm. Mà mấy con mèo ở đây như nó hiền lắm. Mấy con mèo ở đây như nó hiền lắm, nó không bắt chuột hay sao á. Mà các bạn biết đó, có mấy con chuột, wow, ở đây nhiều mèo quá, chắc là ở đâu đây có ai nuôi mèo. À, có mấy con chuột á, nó bự gì nè. Bự hơn con mèo nữa. Thôi, em xin mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Em xin mời, em đã chờ nãy giờ là cũng đâu 15 phút rồi đó, chưa có uống. Bây giờ mời quý vị khán giả một miếng nha và các cô chú bác một miếng nha. Chị em xin một miếng luôn. Chà, đã quá. Hấp nữa nha. Uống mà nhăn mặt luôn mà, tại vì nó ngon quá mới nhăn mặt luôn á các bạn. Thì hôm nay là giữa tuần rồi các bạn. Thì thường thường giữa tuần thì mấy người đi làm á, họ thích lắm, tức là hôm nay ngày thứ tư đó, họ thích lắm. Tại vì giữa tuần xong rồi làm thêm ngày thứ năm, thứ sáu nữa, cái là được nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Phải không? Thứ bảy chủ nhật là ai đi làm cũng được nghỉ hết. Chỉ có một số người là làm cái ca, một là tăng ca, hai là làm overtime, hay là làm cái ngày mà những cái mà về hãng sữa mà medical rồi đó, nhiều khi họ cũng có mở ngày mở cửa ngày thứ bảy chủ nhật nữa. Nhưng mà đa số là nghỉ là làm từ thứ hai cho tới thứ thứ sáu. Ngày hôm qua thì trước khi em nói về cái livestream của Wendy, đã livestream ở trên cái fanpage của chị Phi Nhung, tức là mẹ của Wendy đó. Thì ngày hôm qua em có đi dự sinh nhật của chị Lệ Thi, cũng vui lắm. Chị Lệ Thi đó là con gái của chú Chế Linh. Để em cho các bạn xem sơ sơ, ba anh em chụp tấm hình dễ thương lắm. Em coi cái hình nào dễ thương nhất em đăng lên cho các bạn xem nha. Hình nào cũng dễ thương hết, ai cũng nhăn mặt hết à. Ai cũng nhăn mặt hết. Tấm này đi, dễ thương nè. Em sẽ cho các bạn xem, đưa cái màn hình này lên tấm này cho các bạn xem nha, tấm này dễ thương nhất. Hôm qua là sinh nhật của chị Lệ Thi. Thì cũng có một số anh chị em nghệ sĩ tới. Đó, các bạn thấy tấm hình hôm ba anh em hôm qua đó. Ngày hôm qua thì trong cái buổi sinh nhật đó thì có anh Chế Phong. Thì trong cái hình này các bạn nhìn đó thì đó là anh Chế Phong. Hai người, anh Chế Phong và chị Lệ Thi đều là con của chú ca sĩ danh ca Chế Linh. Đó, các bạn thấy không, ba anh em dễ thương đó, phải không? Rồi cũng có chị Cam Thơ tới nữa, bà Tám Cam Thơ đó các bạn. Và ngày hôm qua cũng là ở đây sao thú mèo nhiều quá, có con chó đi lạc nữa. Các bạn biết ở bên Mỹ mà mấy con chó đi lang thang ngoài đường á, nó bên này bên Mỹ nó không giống như Việt Nam, bên đây là chủ rồi người ta nuôi dữ lắm, mà chó mà đi lang thang là nó đi lạc á các bạn. Nhiều khi nó ở trong nhà cái nó sơ hở cái là nó xúc chuồng cái là nó chạy mất tiêu à. Thì ngày hôm qua trên cái Facebook của chị Phi Nhung, Wendy đã livestream và đại khái thì nói về những lời cảm ơn những fan cũng những người mà yêu thương chị Phi Nhung đã gửi những bài thơ tới email của Wendy, rồi hỏi lời của những cái gửi chúc sức khỏe chẳng hạn. Thì hôm qua Wendy đã livestream và đã cảm ơn những quý vị khán giả đó, cũng như những vị khán giả mà đã yêu thương mẹ Wendy, tức là cố ca sĩ Phi Nhung đó các bạn. Thì hôm qua cũng có một đoạn là Wendy đã cho coi những cái tấm hình xưa
của mẹ Wendy, tức là chị Phi Nhung. Thì em xin trích đoạn một cái phần mà hôm qua mà chị mà Wendy đã đưa lên trên cái Facebook nha. Thì người nào mà muốn xem nguyên một đoạn luôn đó thì có thể vào trong Facebook của chị Phi Nhung mà xem nguyên đoạn. Em không biết có đăng lên trên YouTube chưa thì em không biết. Nhưng mà đây là một cái phần mà trích đoạn cũng vài phút lúc mà Wendy cho coi những cái hình ảnh của chị Phi Nhung lúc hồi xưa đó các bạn. Cho em uống miếng cà phê nha. Thì bây giờ em mời các bạn nghe nha. Thì cái đó là một số hình ảnh mà Wendy đã chia sẻ ở trên Facebook của chị Phi Nhung Phạm nha các bạn. Thì em không biết có đăng trên YouTube hay không thì em không có rành. Thì hồi nãy Wendy có nói rằng đó là cái áo đầm xanh này đó là chị Phi Nhung đã hứa mai cho Wendy một cái, nhưng mà tới bây giờ không thấy ở đâu hết. Thì cũng thương lắm, nghe cái câu đó không thấy thương lắm. Các bạn cũng thấy đó, rằng là khi mà mình còn thực hiện được những cái lời hứa gì của mình đó, thì mình hãy nên thực hiện liền. Chứ mình vì công việc mà lu bu quá, em hiểu được cái cảm giác đó. Tại hôm nay mình hứa, cái em từ từ mình quên. Tại vì cái công việc ở Mỹ, bất cứ ở đâu cũng vậy, công việc nó xuất hiện hàng ngày, hàng thường xuyên đó các bạn. Cái ngày qua ngày, cái lu bu riết, cái thời gian nó trôi qua nhanh quá. Cái xong rồi cái mình cũng quên luôn. Tại nhiều khi đó em cũng hứa con gái em cái gì đó em cũng quên luôn. Cái xong rồi về tới nhà có cái thí dụ như là hứa cái đi ra mình mua cái gì đó. Cái về cái lo công việc cái xong rồi cái về tới nhà cái quên. Cái quên xong rồi con bé nó đứng ngay cửa nó chờ. Nó chờ thì nó nói đế đi cái magic gì của con đâu, tức là giống như mình hứa mua cái gì mà không thấy đó các bạn. Thì đứng chờ hỏi tội lắm. Chẳng hạn như thích mua những cái gì mà trong cái iPad thì chẳng hạn cái in-app game hay gì đó. Cái hứa mà con ngủ đi rồi sáng mai đó đi sẽ mua thật là magic, làm ông tiên hay gì đó biến ra cho con. Thì tới lúc mà cái lu bu công việc cái quên, cái lúc mà con bé nó thức dậy cái hỏi Daddy what's my magic, rồi cũng quên luôn. Thì cái gì cũng vậy, mình muốn làm thì mình phải làm liền. Không thôi mình sẽ quên đó các bạn, quên thiệt luôn á. Thì nhắc tới những cái hình ảnh thì em đã tìm được những cái hình ảnh rất là dễ thương của chị Phi Nhung. Chẳng hạn như cái tấm áo xanh này đây là ngồi ngay cái cầu thang ở bên nhà của chị Phi Nhung lúc trước. Thì nhà này lúc đó là còn thảm. Thì các bạn biết tại sao mà ở bên Mỹ, nhất là thời lúc trước đó, là làm bằng thảm hay không? Tại vì á ở Mỹ lạnh lắm. Vào những ngày mà mùa đông đó rất là lạnh. Còn nếu như mà mình lót gạch á thì mình đi nó lạnh cái chân lắm. Còn thảm thì nó giúp cho mình ấm cái chân. Nhưng mà cái thảm đó nó hại một cái đó là bụi lắm các bạn. Tóc rồi mà rớt xuống đó là mình nó dính dông bám vào cái thảm. Mà ở nhà thảm đó là dễ có mấy con gián lắm. Thì hồi xưa ai ở nhà thảm, chắc hiện tại bây giờ vẫn còn nhà thảm nè, nhưng mà sau này đó một số, đa số đó là họ đổi qua nhà lót bằng gỗ đỏ đó các bạn, hoặc là gạch thì cho nó sạch sẽ hơn. Thì ở thảm đó, lúc trước ai ở thảm đó thì biết đó, là có một cái máy hút bụi. Thì mình hút, khi mà mình hút như vậy đó thì có cái tóc của mình nó sẽ bám vào trong đó rất là nhiều lắm. Còn khi mà mình ở nhà gạch sau này, trong nhà hạ nhà gỗ, cái sàn gỗ đó các bạn, thì ở ngoài chợ có bán một con robot thông minh, smart robot, iRobot gì đó, thì nó tự động đi lau cái sàn cho mình luôn, và nó tự động về lại cái chỗ của nó để mà tự nó sạc pin luôn các bạn. Thì bây giờ cái cuộc sống nó càng ngày nó càng hiện đại hơn, nó càng tiến triển hơn, và con người càng ngày càng làm biến hơn. Tại biết sao làm biến không? Tại vì á, ví dụ như lúc trước đi nè, lúc trước đi mình đi lúc đó cái thờ mà chừng đâu mười mấy hai chục năm về trước đi, GPS nó rất là mắc phải không,
thì đi đâu cũng vậy. Cái xong rồi mình coi cái bản đồ, cái mình nói ồ tới chỗ này mình phải quẹo quẹo quẹo, rồi lúc đó là mình nhớ trong đầu nha. Còn bây giờ ha, cái gì cũng bật lên cái điện thoại tự động nó chỉ luôn, cho nên càng ngày mình càng làm biếng hơn, phải không? Lau nhà cũng có con robot nó lau đó các bạn. Đi đi mấy cái thứ chỗ nhà hàng gia chợ tính tiền đó, có nhiều chỗ là tự mình tự tính luôn, mình không cần phải có nhân viên nó tính cho mình nữa, cho nên riết rồi nó hiện đại quá, phải không? Và cái tấm hình này đây là chị Phi Nhung chụp với ai đây em không biết, nhưng mà rất là trẻ. Cái cô áo đỏ này không biết là ai, không lẽ là em với chị Phi Nhung sao, em không có rành. Thì cái này chụp rất là lâu rồi, chắc có lẽ là năm 1990 rồi các bạn, rất là trẻ trung và xinh xắn, phải không các bạn? Thì các bạn còn nhớ chị Phi Nhung đã từng hát một bài năm 17 tuổi em đi lấy chồng, phải không? Thì theo như mà em sự tìm hiểu của em đó, là chị Phi Nhung lúc mới lớn đã có một người yêu, thì người yêu bắt đầu từ bằng một chiếc xe đạp, yêu nhau bằng một chiếc xe đạp đó các bạn, dễ thương lắm. Và chị Phi Nhung bắt đầu vào nghề đó là làm bằng thợ may. Làm thợ may á là ở ngoài Cam Nghĩa, Cam Ranh đó các bạn. Và sau đó thì em cho các bạn xem cái đoạn video ngắn mà chị Phi Nhung hát năm 17 tuổi, mà lúc đó là quay cái cảnh tượng mà thợ may luôn nha các bạn. Mời các bạn xem nha. Cái này là năm 17 tuổi. Lúc 17 tuổi em đi lấy chồng, lúc đó là em là làm thợ may. Và năm 1988 vào tháng 4 đó, thì chị Nhung lúc đó là làm thợ may đó nha các bạn. Và tới năm 1900, theo em biết á, là năm 1989 vào tháng 9 ngày 13 Tây, thì chị Phi Nhung đi qua Mỹ để mà định cư theo cái diện mà con lai đó các bạn. Hồi nhỏ thì rất là nghèo, nghèo lắm. Đi may mà các bạn. Chị Nhung may chắc là đẹp lắm. Hình như là em có một nhớ một không lầm đó, là trong cái đoạn video mà chị Phi Nhung phỏng vấn trong trung tâm Thúy Nga, lúc đó hình như cũng có Wendy nữa thì phải. Lâu quá em không nhớ. Thì trong cái phần đó đó, chị Phi Nhung có kể rằng lúc mà mới qua Mỹ là một thợ may. Và em còn nhớ nữa là có một người nào là đã từng làm chung với là chị Phi Nhung nữa. Chị Phi Nhung có kể đó rằng là lúc đó đó qua Mỹ cực lắm. Mua đi làm kiếm tiền mà mua được một cái chén á, mừng lắm. Thờ đó là mới qua là đi sale phòng mà các bạn, cực lắm. Thì tới năm hình như là sanh bé Wendy, sanh em Wendy là năm 1992. Rồi qua bên Cali. Sau đó là chị Gigi Phương Trinh mới phát hiện được cái giọng mình có một cái giọng hát rất là đặc biệt của Chờ Phú đó các bạn. Và sau đó thì từ từ mới trở thành một ca sĩ luôn. Và bây giờ là một ngôi sao trong lòng của hàng triệu triệu khán giả. Đúng không các bạn? Thì nói với tới những cái kỷ niệm đó, là em thu thập được một cái những hình ảnh lúc mà Wendy ra trường high school. Cái trường high school đó gần đây nè. Cái trường đây không phải nha. Cái trường high school dưới đây nè. Thì theo em quan sát đó, là Wendy ra trường high school vào năm 2010 đó các bạn. Thì thường thường high school đó là ra trường là lớp 12. Thì lớp 12 khi mình ra trường á, là khoảng đâu chừng đâu
17, 18 tuổi thôi. Như lúc trước em ra trường là em khoảng 17 tuổi, gần qua 18 tuổi. Thì em tìm được một số clip rất là hay, rất là quý, hiếm. Em muốn chia sẻ cho các bạn xem để mà mình vẫn còn tưởng nhớ tới chị Phi Nhung. Thì cái năm này đó chị Phi Nhung đến để mà dự lễ ra trường, lúc đó chị còn còn ốm á các bạn, tức là có cái dáng rất là đẹp phải không? Chẳng hạn như các bạn coi những cái hình mà hồi nãy Wendy cho coi đó, hồi xưa đó rất là đẹp lắm. Thì em thu thập được tìm được một cái clip rất là hiếm nha. Thì em muốn mời các bạn xem cái đoạn video ngắn mà Wendy, cái lễ ra trường của Wendy vào năm 2010 tại khu này nè các bạn. Khu này nè. Đây là thành phố Garden Grove nha. Thì em giờ em mời các bạn xem nhé. Đã ra trường đó. Chị Phi Nhung á. Đó. Anh cho các bạn coi sơ sơ vậy thôi. Lúc đó là ra trường năm 2010. Thì lúc đó khoảng 17 18 tuổi thôi các bạn. Lúc trước đó em thì ra trường trước Wendy khoảng đâu 10 năm. Em Wendy ra trường năm 2010, em ra trường năm 2000, đúng năm 2000 luôn các bạn. Thì ai học high school ở đây đó, high school tức là trung học đó các bạn, là từ lớp 9, lớp 10, 11, 12, là từ từ lớp 9 cho tới lớp 12 là 4 năm, 4 năm đó các bạn. Sau khi mình ra high school đó thì mình có thể lựa chọn, nếu như mình học mình muốn mà đi thẳng vào trong đại học, là gọi là nó có hai phần. Một phần á, là Cal State hoặc là University. Nếu như mình thi điểm mà SAT mà cao đó, mình có thể xin đi thẳng vào trong University luôn, hoặc là Cal State đó các bạn. Còn nếu như mà mình không muốn đi hai cái chương trình đó thì mình có thể vào trong Community College. Community College là cái trường nhỏ hơn nữa và nó sẽ dễ hơn. Còn mình nếu mình người nào mà không muốn đi lên Cal State hoặc là UC đó thì có thể vào Community College học chừng 2 năm, lấy cái bằng 2 năm Community, và sau đó mình transfer lên Cal State hoặc là UC. Thì nếu như mình từ high school mà mình đi thẳng lên UC đó thì rất, cái đó là khi mà mình ra cái bằng đó, thì nó có lẽ là nó sẽ giá trị hơn là mình đi qua bên Community. Thì những cái đó là những cái thông tin mà muốn chia sẻ cho các bạn biết. Mình chẳng hạn như khán giả, lúc trong lòng khán giả lúc nào cũng yêu thương chị Phi Nhung cũng như Wendy. Thì cho nên em mới chia sẻ những cái kỷ niệm đó cho các bạn xem. Đó là những cái kỷ niệm của mẹ Phi Nhung và Wendy lúc còn nhỏ. Thì cái đoạn video mà ra trường đó là coi như là một cái kỷ niệm rất là đẹp. Bây giờ em muốn tìm là cái đoạn video mà lúc em ra trường nè, em tìm không ra luôn. Tại vì hồi đó đó là cái thời em ra trường là chưa có cái mấy cái điện thoại thông minh. Cái thời đó là mình xài bằng những cái điện thoại mà Nokia đó các bạn. Lúc đó là hình như là chưa có chức năng mà mình quay giống như chẳng hạn như iPhone bây giờ. Thì lúc đó là em nhớ không lầm là quay bằng chụp hình và quay bằng cái máy mà có cái băng dĩa nhỏ 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 xíu nè các bạn, cái disc á. Trước đó là chưa có DVD nữa nha. Lúc đó là chưa có quay bằng DVD, chỉ quay bằng cái băng nhỏ như gì thôi nè. Thì mình đút vô mình quay. Rồi cái phim mà em ra trường á, thì bây giờ thì nó nằm ở đâu em cũng không có nhớ nữa. Muốn tìm lại cũng không có. Cho nên nó rất là khan hiếm. Thì cái gì cũng vậy, có cái kỷ niệm, chụp hình làm kỷ niệm. Giống như chị Merito hôm bữa em có, hôm qua em kia em có nói đó. Nó là chị Merito kia có nói đó là
mình làm cái gì thì mình hãy nên lưu lại làm kỷ niệm. Bởi vì ngày hôm qua đó em đi sinh nhật, em chụp hình thì em cho các bạn coi sơ sơ cái đoạn mà anh Chế Phong ảnh ca, ảnh tiếu lắm. Em coi coi khúc nào đây, cho các bạn coi sơ sơ nha. Rồi sau này em sẽ làm thành một cái video, em dựng lên thành một cái clip, rồi em sẽ chiếu cho các bạn xem cái ngày sinh nhật ngày hôm qua nha. Tại em chưa có thời gian để mà làm những dựng lên những cái video đó. Bây giờ em cho các bạn coi sơ sơ thôi nha. Để em coi cái này phải không. Để em coi cái nào đây. Ok, cho các bạn coi sơ sơ cái bãi, cái bến Thượng Hải nha. Rất là vui. Bây giờ mời các bạn coi sơ sơ nha. Thấy không, các bạn vừa xem xong rồi đó, vui lắm thấy không. Thì vài bữa nay em sẽ dựng lên một cái video clip thì em sẽ đăng lên YouTube cho các bạn xem cái ngày sinh nhật của chị Lệ Thi ngày hôm qua vui như thế nào. Thì em cũng coi còn gì em muốn chia sẻ nữa không. Thì em chia sẻ sơ sơ về chị Việt Hương nha. Ngày hôm qua thì chị Việt Hương cũng được người ta tặng một món quà cũng rất là đặc biệt. Bây giờ để em đưa lên cho các bạn xem nha, em đọc cho các bạn xem nha. Khán giả cỡ tuổi em tinh tế tặng em đôi giày, cười khe khe khe. Thương lắm, xa xôi mua gỡ cho em mà tặng đôi giày như cái ghế. Hiểu người nhận cao cỡ nào rồi cả nhà hé. Khe khe khe, cười. Đó, các bạn thấy không? Khi mà mình làm việc gì tốt đó thì mình sẽ nhận lại những cái kết quả tốt của những người khán giả hoặc là những người mạnh thường quân hay là ai đó trả lại cho mình một cái quả rất là tốt. Mình làm việc tốt thì mình chắc chắn mình sẽ gặp chuyện tốt thôi. Thì còn thêm một phần em muốn chia sẻ cho các bạn nữa, đó là anh dị ứng thời tiết rồi các bạn ơi, sắp sửa bệnh tới nơi nữa rồi. Đó là anh Mạnh Quỳnh sẽ có mặt trong cái show của anh Duy Trường, ca sĩ Duy Trường á các bạn, trong cái mà The Bolero Star đêm chung kết đó các bạn, vào tháng 11 ngày 6 Tây ở Duy Trường Entertainment. Để em coi cái này ở đâu đó. Có anh Randy nữa nè, có Mai Quốc Huy, anh Hoài Tâm, wow cũng nhiều lắm ấy nha. Ở Houston nha các bạn, ở Baby Club ở Houston thì anh Mạnh Quỳnh sẽ có mặt vào cho ngày bữa đó. Thì em xin chia sẻ sơ sơ cho các bạn biết về cái thông tin của anh Mạnh Quỳnh nha. Cho em đọc trên cái Facebook nha. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến đêm chung kết cuộc thi Bolero Star in USA do Duy Trường Entertainment tổ chức tại Baby Club, Houston, Texas. Quý vị đồng hương xa gần xin dành chút thời gian để đến xem và cổ vũ cho các thí sinh trong đêm đăng quang ngôi vị quán quân Bolero năm nay nhé. Sự có mặt đông đủ của mọi người là niềm khích lệ to lớn cho ban tổ chức và các thí sinh trong việc giữ gìn và duy trì dòng nhạc Bolero kinh điển của người Việt chúng ta ở hải ngoại. Quỳnh cũng xin đóng góp một phần nhỏ trong vai trò giám khảo để được chia sẻ kinh nghiệm của mình sau hơn 25 năm ca hát với các bạn thí sinh yêu mến Bolero, mến Mạnh Quỳnh.
Thì anh Mạnh Quỳnh sẽ có mặt vào tháng 11 ngày 6 Tây, chỉ còn vài ngày nữa thôi, ở Houston Baby Club nha các bạn. Thì ai ở đó thì hãy tới ủng hộ, coi như là kích lệ cái tinh thần của những ban tổ chức cũng như là anh Duy Trường cũng như là anh Mạnh Quỳnh. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây và xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Nếu yêu thương em, hãy tặng cho em một cái đăng ký, nhớ bấm like, bấm share, đặc biệt nhất là đăng ký để ủng hộ em nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.